Thì không ngồi yên lên. Đây. Hello. Có bao giờ mình tự hỏi là mình thích leo núi nhưng mình chưa leo bao giờ, vậy mình có thể leo được không? Lần đầu tiên khi tôi leo lại là mang thiên lãnh, nhưng rồi tôi lại cảm giác là mình wow, thích thu thế cơ à. Ngày trước mình chỉ nghe nói núi Bà Đen, nhưng từ khi mình chinh phục được mang thiên lãnh và bây giờ khi nói tới núi Bà Đen, mình lại nói ồ, vậy thì mình đi leo đường nào các anh nhỉ? Vậy là hôm nay nhóm của mình lại đi đường chùa lên đỉnh. Dây nó răng còn căng không thể trùng rồi. Cậu bây giờ ông đi dục mọi người ăn để cho nó nhẹ bớt đi. Mình hiểu được cái hiểu không? Hay không? Ý đồ đó. Mát quá. Khí đã thì mát thiệt hả? Nghe tiếng chim hót cũng sướng. Đường đường chùa này anh thấy đi cũng cũng giống mà cũng giống mà thiên lãnh. Đúng này. Nghe này revive nè. Không revive kia cơ. Lúc tớ muối à? Lúc tớ bỏ mà chay revive đấy không nhỉ? Có cái chai muối à? Ừ, chai muối bỏ ngoài. Ừ, khó. Chỉ không, em nước, em có ấy nè. Có cái rùi, có một cây ghi nè. Anh có một cốc ca. Thêm đường hả? Ờ đúng rồi đó, thêm đường đi.
thêm đường chứ mẹ thấy có vẻ thiếu đường đấy. Thêm miếng đường chứ. Trên này không có sóng rồi. Không? Có. Số của anh Hiếu bao nhiêu nhỉ? 0903 914 584. Quá đã. Cắm đầu là số. Wow. Để cho nó thể thấy cái mực. Chỉ qua người người sau anh đi. Tiếp theo đang quay. Coi chừng. Yeah. Chóp nữa. Đẹp quá, chóp. Đâu hay quá, có chóp là đẹp rồi. Có hình này được không? Em thì quay cho. Rồi. Dạ. Rồi, hay quá. Quay nè. Bà Thủy mà lên đây là mẹ bà đòi đi chưa bà? Vậy hả? Đúng rồi, 2 kg rồi. Mình ngó nhiều tí rồi còn không biết gì ạ.